Mến chào quý bà con đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiểng tại điểm bán của Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cho quý bà con có nhu cầu giao lưu về cây kiểng trên mọi miền Tổ quốc. Rồi, giới thiệu cây đi là Thúy An ơi. Rồi, chào chú Tuấn, chào quý bà con cô bác đang ở trên mọi miền Tổ quốc ha. Đó, đến với mã số 1 là cây vú sữa lò rèn nha. Đó, đã mọc chồi sống khỏe rồi ha. Rồi, bữa nay cây mình về nhiều không? Dạ, cây cũng về cây miền Tây và cây miền núi luôn á. Giá cả cũng hữu nghị để giao lưu với tất cả bà con chơi trong dịp Tết luôn ha. Rồi. Rồi, cao của nó là 113. Đây là vú sữa lò rèn nha. Thuần bậu sống khỏe rồi ha. Đó. Rồi, ba thân ha. Dạ. Cùng một ba đế. Ba thân ha. Một đế. Lên ba nhánh. Đã mọc chồi sống khỏe rồi ha. Rồi. Đây. Đó, tổng cái hoành này nha. Tổng cái hoành này của nó là 88 đi ha. Rồi, lò rèn phải dạ, không? Dạ, vú sữa lò rèn bảo đảm cho mình nha. Mã số 1. Có giá giao lưu toàn quốc đi ha là 3 triệu 8 nha. Rồi, toàn quốc 3 triệu dạ, 8. Dạ, 3 triệu 8 bao ship cho mình nha. Rồi. Đó, đế cũng đều ha. Rồi, mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em nha. 0939700449 cũng là số Zalo ha. Đến với mã số 2 là một cây vú sữa luôn nha. Đó. Cao tương đối của nó là 93 ha. Cũng là lò rèn ha. Dạ, cũng là lò rèn luôn chú. Đó. Rồi, dạ, cái này đế đẹp ha. Là lạ. Dạ. Rồi bây giờ đo hoành nha. Đó, hoành ở vị trí này là 30 ha. Rồi. Rồi, mã số 2, cái này em bao sống khỏe cho mình nha nên cô chú anh chị thuận cứ an tâm không? Ha. Dạ thuận cái bầu này rồi chú. Mã số 2 báo giá là 1 triệu 7 bao ship toàn quốc nha. Đó, clip này thì cây cảnh mình đang được 3 cây vú sữa nha. Vừa chơi kiển vừa có trái để ăn luôn ha. Đó, mã số 3. Những cây này hiện tại cũng rất là già cây rồi, mình chăm đủ sức thì cây sẽ cho trái nha. Cao của nó là 47 nha. Đó, chồi của nó nè ha. Đó, mấy cái này là chồi của nó nè. Đó. Rồi, lò rèn luôn. Dạ, lò rèn luôn. Bây giờ đó đây ha. Chưa, đó. Xích lên chút. Xích lên. Đây gì đi ha. Rồi, 50. 50 trừ hao cho mình nha. Rồi, cây này có giá là 2 triệu đồng nha. Bao ship toàn quốc ha. Toàn quốc những luôn. Cây này hiện tại là khá nặng nha. Đến với mã số 4 là một cây trà mi nha, màu hồng ha. Đang nụ khá là nhiều nha. Nhưng trong quá trình vận chuyển thì những cái hoa này nè, nó sẽ bị rụng nha. Cao của nó là 85, ngang tương đối của nó là 55. Trà mi. Dạ, trà mi. Hoa thơm ha. Đó. Hoa rất là đẹp. Đó. Một cốt ha. Đây. Hoành là 10 nha. Một cốt. Mã số 4 có giá là 900.000 đồng bao ship toàn quốc ha. Đó, khi vận chuyển thì cây có thể bị rụng lá nha. Mã số 5. Trà mi nha. Hoa trà mi á, rất là đẹp luôn. 93 là chiều cao, ngang tương đối của nó là 56. Đó, nụ cũng đang lên khá là nhiều ha. Đó. Đây, bây giờ báo hoành nha. Đó, 11 nha. Hoa thơm không? Dạ, hoa này rất thơm nha. Mã số 5 là 900.000 đồng bao ship toàn quốc ha. Rồi, cái này nó trồng bằng đắng sét nha. Dưới cát mình về mình cũng thêm giá thể vô trồng thêm ha. Đây, cao của nó là 65. Ngang tương đối của nó là 40. Cây này nhỏ ha, hoành khoảng 5-6 ha. Bây giờ mình hạo ngón tay của em nha. Dạ. Dạ, cái này màu hồng chú. Đó, nụ đó. Đó. Hoành một cốt ha. Nè, hạo ngón tay em ha. Đó. Cây này có giá là 600.000 đồng mã số 6 nha. Hoa trà mi ha. Đây, mã số 7. Cao tương đối của nó là 64. Ngang tương đối của nó là 35. Đó. Những cây này thì vận chuyển do hầm cây thì chắc có lẽ nó sẽ bị rụng lá nha. Rồi có gì thì cứ để trong mát tưới nước vài ngày giùm em là nó sẽ đâm lại lá non ha. Đây, hạo hoành thử cho mình ha, là 6 nha.
Rồi cây này cũng có giá là 600 000 đồng mã số 7 bao ship toàn quốc nha. Mọi thông tin chi tiết hoặc là muốn biết thêm gì về cây thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha. 0939700449 nha. Đây, cao của nó là 58. Cũng là hoa trà mi luôn. Đây, cái loại hoa này thì khác hoa mới nãy nha. Đó. Khác nữa hả? Dạ. Khác nữa. Hai ba loại hả? Dạ, hai ba loại trà mi lân chút. 45 là tán ngang. Đó. Hoành của nó thì khoảng ngón tay cái ha. 56 nha. Mã số 8 cũng đồng giá là 600 000 đồng bao ship toàn quốc ha. Rồi, mã số 9. Cao của nó là 68, ngang của nó là 45. Đây, những cái hoa của nó có nhiều cánh nha. Một cốt ha. Cái này mình về mình chăm là vừa chơi trong dịp Tết luôn nha. Hoành của nó 6 ha. Cây mã số 9. Đó là cây này có giá 600 000 đồng bao ship. Rồi đến với mã số 10 là một cây hoa giấy nha. Hoa giấy ghép cẩm thạch ha. Cao tương đối của nó là 50, ở vị trí này là 30. Đó, những cái mắt ghép của nó đã liền rồi nha. Cây này thì là hai màu vàng và đỏ. Đó, bây giờ hoành hậu ở chỗ này đi là 10, 12 nha, độ khoảng đó ha. Rồi cây này có giá là 550 000 đồng bên em bao ship cho mình nha. Đối với những cây hoa giấy thì rất dễ bị rụng lá nha. Cao của nó là 53. Nhưng mình giữ mấy mắt ghép này là không bị gãy là cây sẽ đâm lại rất là nhanh. Cây này, cây bông giấy này hiện tại là hai màu vàng và đỏ nha. Hoành em xin báo vị trí này là 11. 550 bao ship toàn quốc nha. Bông giấy ghép cẩm thạch ha. 12 tím cam. Mã số 12 có hai màu là màu tím và màu cam nha. Đã lên rõ rệt rồi ha. Cao của nó là 75. Ở vị trí này là 40. Đó. Màu tím và màu cam nha. Hoành ở vị trí này em lấy 10 ha. Đó, cây này có giá là 600 000 đồng mã số 12 nha. Bao ship cho mình toàn quốc ha. Mã số 13 là hai màu vàng và đỏ ha. Đó, cái này là đọt đỏ nha, cái này là mà cho ra màu vàng nha. Cao của nó là 58. Đó, cái này là màu vàng. Còn cái này màu hồng là cho ra màu đỏ ha. Đó. Hoành ở vị trí này là 10 đi nha, em trừ hao ha. Rồi cây này có giá là 500 000 đồng mã số 13. Hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Mã số 14, một màu tím sen. Cao của nó là 40. Đó. Hoành ở vị trí này là 89 thôi nha. 500 000 đồng mã số 14 ha. 15. Rồi đến với mã số 15 là vàng và tím. Cao của nó là 50. Đó, mấy cây bông giấy này rất là dễ chăm nha. Nó rụng lá rồi đâm lại chồi mới rất là nhanh. Đó, ở dưới đây mình còn đế nữa nè nha. Nữa mình về mình moi ra thêm ha. Rồi, cây này có giá là 450 000 đồng bao ship toàn quốc ha. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thái An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Đây, cây này là ba màu nha. Mã số 16, tím sen, vàng và đỏ. Cao của nó là 35. Ngang ở vị trí này là 33. Hoành khoảng 11, 12 nha. Đế đẹp ha. Cây này có giá 550 000 đồng mã số 16 nha. Đó. Rồi. Mã số 17. Một màu đỏ thôi nha. Đỏ tím ha. Rất là đậm. 61 là chiều cao. Đó, nguyên vàng bông nữa vậy đó. Nhưng mà đi là sẽ bị rụng nha. Đó, hoành ở vị trí này là 78 ha. Cây hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Ở dưới đây còn đế thêm nữa nè. Mình về mình moi thêm giùm em ha. Đó. Rồi 500 000 đồng mã số 17. Rồi mã số 18. Cây này là vàng đỏ tím sen nha. Cao của nó là 55. Đó. Mình giữ đừng có cho mấy cái mắt ghép này gãy nè. Đế đẹp nha. Rồi. Hoành tại vị trí này là 13 nha. Cây này có giá 650 000 đồng mã số 18 ha. Cô chú anh chị đặt hàng thì vui lòng liên hệ về số điện thoại của em nha, 0939700449 ha. Cũng là số Zalo nha. Đây, cao của nó là 57.
Cây này thì có màu cam nha. Mã số 19. Quành là 89 ha. Đó, cây này là 400.000 đồng. Bên em bao ship cho mình toàn quốc ha. Mã số 20. Đó, cây này hai màu nha, đỏ tím sen ha. Cao của nó là 55. Đó, mình về mình có thể vũ gốc ra mình vô bầu lại ha. Phần ở dưới đây còn rễ đẹp lắm. Đó. Cây này có giá là 550.000 đồng, mã số 20 nha. Mã số 21 là mai thái màu vàng của miền Tây ha. Cao của nó là 78. Đó. Mai thái màu vàng ha. Chưa lên bông nhưng hiện tại em đảm bảo cho mình nha. Đây. Tán ngang tương đối của nó là 75. Đây một cốt. Cái này là khoảng 78 ha. Bộ rễ mền khá dày rồi nha. Ăn hết cái chậu này rồi. Rồi cái này có giá 600.000 đồng bao ship cho mình nha. Mã 21. Mã 22. Clip này em được một cặp thôi nha. Cao tương đối của nó là 62. Tán ngang là 63. Rồi cái này cũng chung một bộ đế ha. Một cốt thôi nha. Đó. Đó. Rồi. Cây này có giá là 600.000 đồng luôn. Mã 22 mai thái màu vàng ha. Hoa rất là đẹp. Tới mã 23 là một cây hoa cây hoa gì? Cây hoa dành dành á, người ta gọi là hoa bạch thiên hương. 100 là chiều cao nha. Những cây này khá già rồi ha. Đó, đang chuẩn bị lên nụ nha. Đó. Ngang tương đối của nó là 65. Đó, cũng là thuần chậu luôn nha. Đó. 12 đi nha. Bông kép như bông hồng nữa. Dạ đúng rồi, hoa rất là đẹp. 700.000 đồng mã số 23 nha. Những ai cần biết mặt hoa thì cứ liên hệ vào Zalo em. Em sẽ gửi qua cho mình tham khảo ha. Cao của nó là 92. Đó. Bây giờ ngang đi. Đang ngang ở chỗ lớn nhất là 70 thôi nha. Em lấy 70, 73, em lấy 70 ha. Đó. Bây giờ hoành đo vị trí eo này đi nha. Là 11 ha. Rồi. Cây này có giá là 700.000 đồng luôn. Mã số 24. Đến với mã số 25. Đó. Ai thích cây nào thì cứ việc liên hệ số điện thoại cho em nha. Đây 100 là chiều cao. Tán ngang ở chỗ lớn nhất của nó là 55 ha. Đó, những cây này hiện tại chuẩn bị cho nụ hết rồi đó chú. Mấy cái đọt này nè, lần nữa là nụ nè. Đó. Rồi. Thất thân cao ha. Hoành là 9 nha. Rồi. Cây này cũng có giá là 700.000 đồng. Ủa, 650.000 thôi nha. Bao ship toàn quốc nha. Bên em bao sống tất cả những mặt hàng mà em đã like trên YouTube ha. Đây là trang tim nha. Cao tương đối của nó là 40. Cũng có hoa màu đỏ như là hoa trang ngày xưa của mình vậy đó ha. Đó. Trang lá tim ha. Dạ. Nè cái lá nè. Rồi, bông nè. Dạ. Rồi cái này sao? Cái này con bán cặp chú. Giao lưu toàn quốc với giá là 300.000 đồng hai cây nha. Đó, một cặp gì là 300.000 bao ship nha. Rồi. Mã số 27. Cái này cũng là một cặp 300.000 luôn. Cao tương đối của nó là em tính 40 ha. Ngang là khoảng 25. Rồi, cặp này cũng có giá là 300.000 đồng luôn nha. Trang lá tim ha. Trang cái lá rất là đẹp. Rồi, đến mã 28. Là một cây bằng lăng núi lá nhỏ. Rồi, số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cũng là số Zalo. Đó, mã 28 nha. Cái này mình về mình có thể ghép tường vi của mình vào ha. Cao của nó là 60. Dạ. Dạ lá nhỏ, tường vi của mình gồm 4 màu nha, trắng, đỏ, tím, hồng ha. Đó, dáng lật rất là đẹp ha. Dạ. Đo hoành tổng và trừ hao đi ha. Đó. Lấy 120 thôi nha. Rồi cây mã số 28 là 1.400.000, bên em bao ship cho mình toàn quốc nha. Nữa mình được kiểm tra hàng khi thanh toán nha.
Mã số 29 bằng lăng hoa tím lá trung da sườn ha. Đây. Cao của nó là 70. Cây này đã mọc chồi sống khỏe rồi nha. Đó. Đây. Rồi kéo quanh. Đây. Tổng hoành của nó em xin báo là 110 đi nha, trừ hao, nghiêng về vị trí này ha. Rồi cây này có giá là 1.3 triệu, bên em bao ship cho mình toàn quốc ha. Đó. Đây. Mã số 30 bằng lăng hoa tím lá nhỏ, một cốt ha. Cao của nó là 70. Đó, cái này mình về mình có thể tiến hành ghép được rồi nha. Đó. Cái vết này là những do cái vết gãy do tự nhiên thôi nha, không có gây ảnh hưởng gì tới cây ha. Đó. Cái nào có bọng lũa thì em xin báo kỹ cho mình ha. Đây. Kéo thẳng và trừ hao thước dây em lấy 75 nha. Đó, cây 30. Có giá là 1.2 triệu nha. Những cây này hiện tại cũng khá nặng nha. Đó. Mã số 30 ha. 1.2 triệu bao ship toàn quốc. Đó. Đến với mã 31 ha. Đây, bằng lăng hoa tím dáng lật lá trung. Cây này có chiều cao là 69 ha. Đây, cây này dáng lật nữa, mình về mình uống mình có thể tua tủa ra giống như mực ha. Đây. Mã 31. Đây, tổng hoành là 150, em lấy trừ hao 140 thôi nha. Đó. Có cái lỗ ha. Dạ. Cái lỗ đi thẳng phía sau ha. Mã số 31 có giá là 1.5 triệu bao ship toàn quốc cho mình nha. Rồi cây này cũng là cây bằng lăng cuối clip thì cây cảnh bình an xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cô chú anh chị mình gần xa đã tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em xin hẹn lại những clip tới ạ.